Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 7, Tổng thống Nga Putin cho biết, phương Tây rõ ràng đang thất vọng vì cuộc phản công vốn được ca ngợi nhiều của Kiev hiện không mang lại bất kỳ kết quả nào và dẫn đến thương vong cao ở Ukraine. Theo hãng tin RT, ông Putin cho biết, quân đội Ukraine đã mất hàng chục nghìn binh sĩ trong cuộc phản công thất bại nhằm chống lại các lực lượng của Moscow. Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Liên bang Nga diễn ra vào ngày 21 tháng 7, Tổng thống Nga nói, Kiev đã nhận được một lượng lớn tài nguyên, bao gồm tất cả các loại vũ khí của phương Tây như xe tăng, thiết giáp, pháo và rocket, cũng như hàng nghìn lính cùng cố vấn nước ngoài, nhưng vẫn thất bại trong chiến dịch của mình. Nhà lãnh đạo ca ngợi sự dũng cảm, quyết tâm và tính chuyên nghiệp của các sĩ quan và binh sĩ Nga. Ông cũng lập luận rằng thiết bị quân sự của phương Tây đã được chứng minh là kém hơn về mặt nào đó, ngay cả so với vũ khí thời Liên Xô. New York Times trích dẫn các tài liệu được cung cấp bởi các quan chức Ukraine, nói rằng có tới 30% kho vũ khí của Ukraine đang được sửa chữa, trong khi rất nhiều phương tiện phương Tây được chuyển đến Kiev trong tình trạng cũ nát hoặc không sử dụng được. Ông Putin nhận định, các quốc gia phương Tây có thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, gây ra nhiều thiệt hại hơn cho Nga và kéo dài xung đột. Nhưng kho vũ khí của NATO và kho dự trữ vũ khí của Liên Xô ở một số quốc gia đã cạn kiệt ở một mức độ nhất định. Tại một hội nghị công nghiệp do Hiệp hội các ngành nghề Đức tổ chức hôm 19 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt gồm 31 quốc gia thành viên này cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine như từng làm kể từ năm 2014. Ông nhấn mạnh, chúng ta cũng cần một ngành công nghiệp mạnh mẽ hơn, dự trữ vũ khí, đạn dược của chúng ta đang cạn kiệt và cần khôi phục lại, không chỉ ở Đức, mà còn ở nhiều quốc gia thành viên NATO. Ông Putin tuyên bố rằng, sản xuất quân sự của phương Tây không thể theo kịp nhu cầu, trong khi việc tăng cường sẽ đòi hỏi thời gian và sự đầu tư đáng kể. Trong khi đó, theo ông Putin, Ukraine đã mất hàng chục nghìn quân trong các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phòng thủ của Nga. Ông nói thêm, Kiev đang cạn kiệt nhân lực bất chấp các cuộc tổng đột kích nhằm vào các thành phố và làng mạc của Ukraine. Ông Putin cho rằng, dư luận tại châu Âu cũng đang thay đổi khi người dân và cả đại diện của giới tinh hoa thấy rằng nỗ lực ủng hộ dành cho Ukraine biến thành sự lãng phí tiền bạc và công sức, trong khi điều này lại phục vụ chủ nghĩa bá quyền của thế lực bên ngoài, vốn hưởng lợi từ sự suy yếu của châu Âu và xung đột kéo dài vô tận ở Ukraine. Theo Tổng thống Nga, Mỹ quan tâm đến việc làm suy yếu châu Âu bằng cách thổi bùng xung đột. Ông gợi ý rằng, dư luận châu Âu và thậm chí cả giới tinh hoa châu Âu đang quay lưng lại với sự lãng phí tiền bạc và công sức vô tận vì lợi ích của bá chủ toàn cầu ở bên kia đại dương. Ông Putin cũng lên tiếng khẳng định, các bên duy nhất quan tâm đến việc thúc đẩy cuộc xung đột ở Ukraine là giới tinh hoa Mỹ và một số nhà lãnh đạo Đông Âu, những người tin rằng họ có thể thu lợi từ đó. Tổng thống Putin đã đưa ra nhận xét khi ông chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga. Tổng thống Putin nhận định, chính quyền Ukraine sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tự cứu bản thân và sẵn sàng kéo dài sự tồn tại của mình, bởi theo ông, chính quyền Ukraine không quan tâm đến người dân Ukraine cũng như chủ quyền và lợi ích quốc gia. Tổng thống Zelensky đã bãi nhiệm ông Vadim Pristaiko, 53 tuổi, trong vai trò đại sứ Ukraine tại Anh, vài ngày sau khi đại sứ công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine. Ngày 21 tháng 7, ông Zelensky đã ký sắc lệnh cách chức ông Pristaiko. Sắc lệnh cho biết, ông Pristaiko cũng bị cách chức đại diện Ukraine tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế, song không tiết lộ nguyên nhân. Hiện không rõ ai sẽ thay thế ông Pristaiko, một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm và là cựu phó thủ tướng. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Ngoại trưởng Ukraine nhiệm kỳ 2019-2020 và đặc phái viên của nước này tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhiệm kỳ 2017-2019. Tính đến trước khi bị bãi nhiệm, ông Pristaiko đã giữ chức đại sứ tại Anh trong 3 năm.
Việc ông Prytko bị bãi nhiệm diễn ra khoảng một tuần sau khi nhà ngoại giao này chỉ trích trên truyền hình những phát ngôn của Tổng thống Ukraine trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngày 11 tháng 7, bên lề thượng đỉnh NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, dù muốn hay không, người dân ở các nước đã hỗ trợ Ukraine muốn nhìn thấy sự biết ơn. Ông Wallace cũng cho rằng Ukraine đang có thói quen hành xử với các đồng minh như thể họ là kho hàng của sàn thương mại điện tử Amazon. Đáp lại, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine luôn biết ơn Anh và đề nghị Bộ trưởng Wallace cho Kiev biết cách có thể làm ông hài lòng. Ông Zelensky nói thêm, chúng tôi có thể thức dậy mỗi sáng và đích thân cảm ơn ngài Bộ trưởng. Bình luận về phát ngôn của Tổng thống Zelensky, ông Prytko cho biết, tôi không tin rằng lời mỉa mai này là phù hợp. Theo đại sứ, hành động của ông Zelensky đã làm suy yếu nỗ lực của NATO nhằm thể hiện sự đoàn kết với Kiev trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Prytko nói, chúng ta không cần phải chứng minh cho Nga về mối quan hệ giữa chúng ta. Họ phải biết rằng chúng ta đang làm việc cùng nhau. Ông gợi ý rằng Kiev và NATO nên giải quyết những khác biệt của họ trong hậu trường, nói rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra, Bộ trưởng Ben Wallace có thể gọi cho tôi và nói với tôi mọi thứ ông ấy muốn. Từ khi nổ ra xung đột hồi tháng 2 năm 2022, Ukraine đã nhận được nhiều hậu thuẫn từ phương Tây. Anh là bên viện trợ quân sự nhiều thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhiều lần thúc giục rằng các nước phương Tây nên tăng tốc hỗ trợ Ukraine đối phó Nga. Trước đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết trong những tháng tới, Anh sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái khác. Phía Anh cho biết sẽ bắt đầu triển khai huấn luyện cơ bản đối với phi công Ukraine kể từ hè năm nay, đồng thời phối hợp với các nước đồng minh khác nhằm đảm bảo nguồn cung máy bay phản lực F-16. Thủ tướng Sunak cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với lãnh đạo các nước đồng minh tại các cuộc họp sắp tới của Hội đồng châu Âu và nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Sunak cho biết Anh hiện không có kế hoạch gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine. Là một phần của viện trợ quân sự, Anh đã cung cấp cho Ukraine hơn 200.000 quả đạn pháo, gấp 15 lần so với kế hoạch một năm trước. Ngày 20 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Vương quốc Anh đã quyên góp một số lượng đáng kể thiết bị quân sự, đạn dược và viện trợ phi sát thương cho Ukraine. Ông cho biết, năm 2022, London dự định gửi 16.000 quả đạn pháo tới Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi và số lượng đạn pháo đã tăng lên gấp 15 lần. Việc chuyển giao và cung cấp viện trợ diễn ra nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu ưu tiên của các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Ben Wallace cũng lưu ý rằng, trong năm nay, Anh sẽ bàn giao 4.000 quả lựu đạn để trang bị cho 14 xe tăng Challenger 2, cùng nhiều vũ khí sát thương, bao gồm súng cối và lựu đạn, 1.500 vũ khí phòng không và 100 bệ phóng. Đồng thời, London đã chi 2,3 tỷ bảng Anh viện trợ quân sự cho Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Với sự hỗ trợ này, Vương quốc Anh chỉ đứng thứ hai sau Mỹ về việc tài trợ quốc phòng cho Ukraine. Đức cam kết hỗ trợ Ba Lan trong trường hợp đồng minh NATO này bị lực lượng quân sự tư nhân Wagner tấn công từ Nga Belarus. Tại một cuộc họp báo ở Praha, ngày 21 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã sẵn sàng để hỗ trợ Ba Lan trong việc bảo vệ sườn phía đông của nước này. Bộ trưởng Pistorius nói, chúng tôi luôn sát cánh cùng nhau, không phải chỉ khi các bộ trưởng quốc phòng hội đàm trực tiếp mà ở cả những trường hợp khác. Bất cứ khi nào đồng minh Ba Lan cần sự giúp đỡ, chúng tôi luôn sẽ hỗ trợ. Ông Pistorius nhấn mạnh, khi Ba Lan bị Wagner tấn công, ông có thể tự tin nói rằng hai đồng minh NATO đã sẵn sàng hỗ trợ. Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước phương Tây bày tỏ lo ngại việc lực lượng Wagner chuyển hoạt động đến Belarus sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga hồi cuối tháng 6. Hãng tin Reuters ngày 20 tháng 7 dẫn lời Bộ Quốc phòng Belarus cho biết binh lính tập đoàn Wagner sẽ huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus tại một doanh trại nằm gần Ba Lan. Thông báo nêu rõ, lực lượng vũ trang Belarus sẽ tiếp tục tiến hành tập luyện chung cùng binh lính Wagner, PMC,
Trong tuần, các đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm sẽ cùng đại diện của tập đoàn thực hiện huấn luyện chiến đấu tại doanh trại quân đội Brest. Các đồng minh NATO lo ngại Wagner có thể tấn công vào Ukraine hoặc một thành viên liên minh từ Nga, Belarus. Ông Hoffman, đại diện Ủy ban An ninh Chính phủ Ba Lan, ngày 21 tháng 7 đánh giá các cuộc tập trận chung của quân đội Belarus và Wagner chắc chắn là sự khiêu khích. Trước tình hình này, Ba Lan quyết định triển khai quân đội từ phía Tây sang phía Đông, ông Hoffman nói. Bộ Quốc phòng Ba Lan đã phân tích các mối đe dọa có thể xảy ra, bao gồm cả việc triển khai các đơn vị Wagner. Bộ trưởng Quốc phòng Marius Blaszek đã quyết định chuyển quân đội từ phía Tây sang phía Đông của Ba Lan. Ba Lan là một thành viên của NATO có đường biên giới chung với cả Ukraine và Belarus. Ba Lan cũng là một trong những nước hỗ trợ quân sự đáng kể cho Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, khi các đối tác Ba Lan cần đến sự hỗ trợ, nước này sẽ nhận được từ các nước đồng minh. Bởi Ba Lan là đối tác tin cậy của NATO, nên Đức cũng như các nước thành viên khác trong NATO sẵn sàng hỗ trợ quốc gia này. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức đưa ra chỉ ít ngày sau khi Ủy ban An ninh Ba Lan quyết định sẽ tăng cường quân đội tới sườn phía đông của nước này nhằm bảo vệ an ninh đất nước sau sự xuất hiện của lực lượng lính Wagner tại nước láng giềng Belarus. Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ba Lan đang tìm cách can thiệp vào Ukraine dưới sự bảo trợ của NATO. Ông Putin nói, viễn cảnh rất rõ ràng nếu Ba Lan đưa quân tiến vào, ví dụ như vào Lviv hay vào các vùng lãnh thổ khác ở Ukraine, họ sẽ ở lại đó mãi mãi. Ông Putin cho biết đã nắm được thông tin về việc thành lập một đơn vị Ba Lan, Litva, sẽ hoạt động ở miền Tây Ukraine. Tại cuộc họp với Tổng thống Putin, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Nga Sergei Naryshkin cũng cáo buộc Ba Lan đang cân nhắc kiểm soát các vùng lãnh thổ miền Tây Ukraine bằng cách triển khai quân đội tới khu vực được coi là một phần trong sáng kiến an ninh Ba Lan, Litva, Ukraine. Về phần mình, ông Putin cảnh báo, Ukraine có quyền quyết định đối với lãnh thổ của họ, nhưng Nga sẽ dùng mọi phương tiện sẵn có để đáp trả bất cứ hành động nào chống lại đồng minh Belarus.